Mình đổi với why. It's a tại noun. Sao? Thì tại sao nha? Why? Why I have to be here? Tại sao tôi sống trên cuộc đời này? Another dream. Hết hồn. Đùa với mình. Is there a lever to open? Để có lever này. Oh. I'll find the pickaxe and the gold block, you know. And now I find the pickaxe and the gold block. Phải tìm cái pickaxe and the gold block. Kiếm trong đây à? Phải kiếm nó ở đây. Kiếm sáng mai luôn á. Tìm thấy cái pickaxe chưa? I cannot open that. Hey, let me go out. Oh, I found a good block. Tôi tìm thấy good block rồi. Nhưng mà phải tìm cái pickaxe nữa. Ôi, tìm cái pickaxe. Mà không mở. Thì mở sáng mai luôn á. Can be placed on a diamond block hả? Thì kiếm cái diamond block đi. Cái này can be placed on a diamond block hả? Thấy cái pickaxe chưa? Thấy rồi, anh nhìn thấy cái pickaxe rồi. Bây giờ phải làm gì? Nó can break the brick block. À, brick kìa. Anh nhìn thấy cái brick nãy rồi. Anh kìa cái brick kìa đâu? I cannot turn. My iPad. Wow. Gì vậy? Gì? Đặt cái gold block trên đây. Gold block này nè. Can be. Cái này nè. Thành tựu giá. Đặt cái gold. Ô cái gì vậy? Đâu? 10 seconds hả? Wow. Ê đừng có nó xuống dưới nha. I don't see anything. Ê có cái... I fall down. Teleport đi. I just kidding. What is this? Bedroom. Tối nay mình không ngủ được đâu các bạn ơi. There's a door in front of us. Go. Who dare to go? I'll go with Ken. Mười mười chỗ nào? Chỗ đi cái chỗ này trước. Có ba. Đi cái chỗ này trước. Mười. Đây bên đây là gì? Ok đi với Ken. Chỗ này chưa đi đâu. Quay về cái chỗ đầu tiên đi. Đi gì? What? Bấm đi, xin ra. Bấm gì? Bấm nó mất rồi. I can't turn. Đóng cửa lại, đi vô trong đi, đóng cửa lại. Xong rồi. Đi lên. I cannot turn. I'm lagging. I can't turn. Oh my god. I just need a tissue. Oh, vừa đi rồi các bạn. Hay mình chưa kịp cấp phép đâu. Đừng có đi. Oh. Oh no. Nó rất là đáng sợ. Thôi đi nào chứ. Để xem đi nào chứ. Em bị kẹt lắm nè. Xin không turn đi. Em không có turn được. Để
chưa? Hay đi chết đi. Đu coi. Ok đi. Tại em quẹt nhanh quá không có được. Sorry. Tại em bị slow đấy. What's going on? Chỗ nào gì? Đi chỗ nào? Computer. Đi chỗ nào? Đây. Here. Okay. Bên đây. Đi thôi bạn. Mày rất là sợ. Chập. I got jump scare. He's here. How jump scare? Jeffrey. I'm coming for you. Claire. Here he did this. I'm not alone. He's here. Tôi không ở một mình. Jeffrey. Chết từ ngày. 2017. I'm not alone. He was here. He did this. He did this. What? What is this? He died. Hey, that's it. That was one. Hey. Go. Let's go out. Đi sợ quá. Bây giờ chỗ khác đi. You get jump scare again. No, this is the third time. That's the jump scare. Huh? What? Next story. Okay, check it. Are you sick? Take a look at it. Oh! Who wanna go? I'm going. Oh, the chairman table. Cái thánh giá. Is this the marrying spot? Chan đi các bạn. This. Ah. Wait. Just kill me now. I have enough of all these dreams. Chết tôi đi. Ah. Tôi đi. Oh, you woke up, my brother. You have been sleeping for 2 months. Bạn đang ngủ rồi. We're so glad you are okay. Let's go home. Yeah home, sweet home. Good ending. Còn bad ending đâu? I don't know bad ending. I say, if you press no, other ending nè. Other ending nè. What's the other end? Dạ, cái kết thúc khác nè. Dạ, này, kết thúc có tốt đẹp. Dạ, kết thúc khác nè. Other ending nè. Do you answer the phone? No. No. Actually, I'm a straight. I have a feeling that he's a stranger. Yeah, có cái hố gì đây? Was the dad? Explore it. I will explore, but she can't find out. Why the hole exactly? I'm gonna go explore. What is that? Oh, they back! Không sao, mình không phải là ai tìm đâu. Cái đó chỉ là mờ. Bad ending. What is this? You, I didn't kill dad. I'm gonna kill you, dad. I'm gonna kill you. I hate you. Yeah. Này, cái thuốc khác hàng ai mình chọn mà. Đó là anh Trang chọn đúng rồi, Trang nói oh no là sai đó Trang. Tại vì anh Trang chọn cái kết thúc tốt đẹp á. Đâu, em chọn thì có đó, em nói. Anh Trang nói là yes mà. Oh, what is this? I hear footsteps. Someone's coming. I have to hide. Người trốn. Hide in the bathroom. Trốn trong cái phòng tắm hả? Thiệt luôn. Thế em trốn đâu, em chỉ xem thôi nha. Chừng nào mà hết horror game thì em mới chơi nha. Bathroom nè. Em chơi Skyward. I know you're in there, come out. No, never. No. Tôi biết mày đang trong đó, mày ra đi. Why am I in my parents' bathroom? Tại sao tôi ở trong phòng bố của mẹ tôi? Oh. Ôi trời. Hit that. Này kết thúc khác nhỉ? Rồi đi. Oh, well, bad ending rồi. Rồi cái này bad ending á. I have a feeling. Oh! Do not look behind! Do not look behind. Don't! Keep going. Keep going. Please, làm ơn. Hả? Jeffrey, do you care about me? Bạn, Jeffrey, bạn ơi. I didn't kill him. I wasn't the person. Jeffrey. It was someone else. Or was Jeffrey, it me? Bạn có quan tâm đến tôi không? Nếu bạn không lắng nghe thì bạn sẽ có một cái bad ending. Nói cho tôi. Em có join được. Mình biết là bạn lớp, mình thích
bạn thích, bạn thích ngủ, và family của bạn và gia đình của bạn rất là quan trọng. Vì làm ơn tốt nói cho tôi, nói với tôi, nói với mình. Để đi ra ngoài nói chỗ lại đi, mình sợ lắm, mình không dám đi. Thôi đợi Chen vô xong mình đi, Chen không có vô được. Thì thôi đi, thôi con đi dùm đi. Đi oh. Ông đi trước đi. Gì tôi thôi đi trước. Tôi sợ. Tôi cũng sợ. Tôi nhỏ tuổi thôi không mà. Này này, đập vợ. Giúp em được con. Hả? Có gì vậy? Giúp em. Oh no, cái cửa. Are you ready to open the door? Ok, không có gì hết. Is that? Không có gì hết. Ok. Thôi đây Neil là người làm bảo mới. Where am I? Neil, I'm back here. Có một người đàn ông đã giết bởi con của người ta trong trong một cái thang máy, trong một cái parking lot, là trong một cái bãi đậu xe. Và cảnh sát lấy đứa trẻ và đưa về nhà. Mẹ của nó lại bạn của mẹ nó đang ở nhà vào thời gian đó. Và đứa trẻ là như là acting weird, là như là acting quấn như là phản ứng kỳ lạ. Không, the kid in Italy, người giết đứa trẻ giết người tên là Jeffrey Wilson, 16 tuổi, tên ba cha mẹ của nó tên là David Wilson và Jessica Deviana, và nhóm máu là AB, nặng kg. Và lúc thứ bảy ngày 3 November và 2019. Ok, bỏ vô. Gì? Bây giờ mình làm gì? Không được. Ok, giờ mình phải đi. Ờ bên đây nè, bên. Mình xin tiền bên. Được. Go. Come with us, daddy. I will be back, daddy. Hả? Là đi với tôi. À, where am I? Where am I? Where am I? Bố. Are we at heaven? Hình như mình đang ở địa ngục á. We don't go there. We go to that door. What? There's not a door here. Oh my god. Oh my god. Sao đi chậm quá vậy? Because slowness mà. What? Look behind. No, nothing. Đi. Ah! Stop punching me, huh? We need. Mình vô chết. Mình vô số 9 nè. Ice the horror game kìa. Ok. Em có ice the horror game. Nhìn nào. Ice the. Cái thang máy này rất là game. Với lại cái cái thang máy này với lại cái bãi đậu xe rất là giống nhau. Press the button. Press the button, bấm cái nút. Oh, phía sau kìa. Oh, what's happening? Blood, máu. Something right behind you, man. Oh, đang chụp behind you. I'm so destroyed. Oh, did that really happen? Huh? We just saw killed your dad.